Hệ thống phản ánh một cách chính xác cũng sẽ giúp cho cái việc quản lý thông tin cũng như là quản lý cái quá trình hoạt động nó chính xác và hiệu quả. Thì đó là cái điều kiện để giúp cho hệ thống của chúng ta phát triển. Tức là công việc được tổ chức tốt, đáp ứng tốt và có điều kiện để chúng ta thực hiện các công việc một cách hiệu quả. Thứ hai là nó đáp ứng cái nhu cầu khách hàng. Thí dụ khách hàng ở đây là ai? Là cán bộ, công nhân viên và sinh viên. Đối với những cái yêu cầu của cán bộ và sinh viên được đáp ứng tốt thì nghĩa là thông tin cho chúng ta một cách kịp thời chính xác. Chúng ta có những cái nhu cầu về lấy giấy giới thiệu hoặc là các cái chứng thực của sinh viên để thực hiện các cái công việc trong xã hội thì chúng ta được đáp ứng kịp thời. Rồi việc tổ chức học tập, việc đóng tiền cho đến là lấy các cái loại hồ sơ chứng chỉ được thuận tiện thì nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hài lòng, và khi chúng ta cảm thấy hài lòng thì chúng ta sẽ có cái thiện cảm, và khi chúng ta có thiện cảm thì chúng ta sẽ làm cho dễ, chúng ta sẽ nói tốt, sẽ truyền tải cái thông điệp đó đến những người khác, sẽ giúp cho dễ, giúp cho bản thân chúng ta thì cảm thấy thoải mái, nhu cầu chúng ta thì được đáp ứng, và chúng ta cũng sẽ là một trong những tuyên truyền viên, hay còn gọi là gì ạ, là giúp quảng bá cho hình ảnh của chúng ta ra ngoài. Thí dụ như có một người nào đó hỏi rằng là bạn thấy học ở đấy như thế nào thì chúng ta sẽ cảm thấy là vui vẻ, chúng ta sẽ cảm thấy là hài lòng, và chúng ta sẽ nói những điều tốt đẹp về cái nơi chúng ta học tập, về cái cách tổ chức, về cái những cái giá trị mà nhà trường mang lại cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không hài lòng thì chúng ta sẽ không nói tốt về nó, thậm chí chúng ta còn chê bai, chúng ta còn nói những điều không hay, và như vậy nó sẽ làm cho giá trị hình ảnh của nhà trường sẽ đi xuống, vân vân. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái công tác tổ chức cái hệ thống văn phòng hiện đại. Khi chúng ta làm tốt thì nó góp phần làm cho hoạt động của chúng ta phát triển, và sự phát triển đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Thì đó là những cái ý nghĩa của cái việc tổ chức tốt cái hệ thống văn phòng một cách hiện đại. Nó sẽ giúp cho cái công việc của chúng ta được tốt hơn, các cái công việc hành chính được tổ chức một cách thuận lợi hơn. Về phần này có bạn nào muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Muốn lấy một cái ví dụ hay là muốn giải thích thêm một vấn đề gì đó? Xin mời các bạn ạ. Alo. Lớp trưởng của mình là bạn Hằng phải không nhỉ? Dạ đúng rồi thầy. Ừ. Bạn có danh sách của lớp đúng không? Dạ em cũng chưa có thầy, nhưng mà Nhưng mà em sao? ý là em đang thống kê lũ lớp em bao nhiêu người. Ừ. Chứ cái danh sách cũ á, thì vẫn có nhỉ? Dạ. Danh sách của năm ngoái đấy, à, của kỳ 1 đấy. Dạ có. Bạn biết là trong lớp có bao nhiêu người chuyển sang bên lớp chất lượng không? Dạ có 60 mấy bạn đó thầy. Không, ý là có bao nhiêu bạn chuyển sang lớp chất lượng cao ấy, lớp cũ của mình Dạ kế toán, dạ kế toán không có chất lượng cao này. à, không có chất lượng cao hả? Dạ. Vậy bây giờ nếu kế toán cao, đây là lớp kế toán là bao nhiêu người? Hôm trước là khoảng cỡ 80 người hả? Dạ. Tám mấy người học môn này chắc cũng phải có 60 đến 70. Vậy em lấy cái danh sách cũ của lớp ra, xong rồi những bạn nào có mặt hôm nay thì em đánh dấu vào. Dạ. Nhưng mà hôm trước chúng ta bảo là cái lớp này lớp cái sử dụng cái nhóm cũ mà. Dạ Alo. do nhóm cũ có mấy bạn không học quá thầy, cho Không nên học thì em kệ. lấy nhóm khác để. Có mấy bạn không học thì mỗi nhóm thì chắc là một người thôi chứ mấy. Dạ.
Vậy thôi, để nó tiện lợi thì thế này, chúng ta sẽ lấy lại nhóm cũ đi. À, lấy nhóm cũ, và nhóm nào mà thí dụ như nhóm đó mà vắng đi khoảng 2 người thì chúng ta sẽ giải quyết sau, còn hiện tại thì cứ lấy nhóm cũ, bởi vì xong nhóm đó cũng được nha. Rồi, có bạn nào đặt câu hỏi gì không ạ? Không ai muốn hỏi gì hả? Nghe có vẻ trầm lắng quá nhỉ? Ăn Tết xong tinh thần đi đâu hết rồi? Và bây giờ nếu không có những cái câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, nội dung tiếp theo, nội dung thứ năm của cái phần này. Đó là chúng ta nói đến các đặc trưng của công tác hành hành chính. Bây giờ thầy đặt ra một câu hỏi và bạn nào có ý trả lời, câu hỏi sẽ gửi lên cho hệ thống. Vâng, đó là cái câu hỏi. Sao khi sử dụng các dịch vụ hành chính, chúng ta thường ít được hài lòng hơn các dịch vụ? Lấy ví dụ như chúng ta đi làm các hồ sơ, các thủ tục về hành chính, thì chúng ta cũng là một cái dạng cung cấp dịch vụ hành chính cho chúng ta. Thì chúng ta ít được hài lòng hơn so với lại các cái dịch vụ khác trong xã hội. Thí dụ chúng ta đi mua các loại hàng hóa khác ở các cửa hàng, ở các cái công ty, chúng ta được đón tiếp niềm nở hơn, chúng ta được hài lòng hơn. Còn đến các cái cơ quan sự dịch vụ hành chính thì chúng ta ít được đón tiếp như vậy. Có ai biết vì sao không? Hay là nghĩ vì sao? Rồi, có bạn nào có ý kiến nào? Dạ, có em Quốc Huy lớp quốc tế K41 rồi thầy. À vâng, xin mời cô Huy ạ. Dạ, thưa thầy, là theo em thì những khi mà mình sử dụng các dịch vụ hành chính thì thường hay phải làm nhiều công đoạn đó, nên À. là cứ phải làm cái này xong rồi mà đem tới hình mình nộp, rồi họ lại kêu là thiếu những cái giấy tờ như vậy vậy vậy, hay là thiếu các bước như vậy thì mình lại phải chạy đi chạy lại. Người ta gọi nôm na là bị giác nên là cứ bị tức, bị khó chịu. Còn mà khi sử dụng các cái dịch vụ khác thì chỉ cần mình tới đó rồi họ sẽ gần như họ chủ động, họ hướng dẫn một lần, hoặc là họ có thể giúp mình làm luôn, thì mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. À rồi, đó là do cái công tác hành chính nó rắc rối nên nhiều thứ quá, cho nên là chúng ta ít được hài lòng. Còn các cái dịch vụ khác thì nó có vẻ đơn giản hơn. Vâng, đó là bạn Quốc Huy. Xin mời các bạn khác ạ. Xin mời các bạn khác ạ. Chúng ta có bạn là Lê Quốc Huy hả? Lớp quốc tế học. Dạ đúng rồi thầy. Rồi.
Lớp quốc tế học của chúng ta có bao nhiêu sinh viên học cái khóa này nhỉ? Bạn Huy có biết? Bạn lớp trưởng hồi nãy có thống kê trong Zalo thì có 19 bạn cái này. 19 bạn à. 19 bạn thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Lớp trưởng của lớp quốc tế học là bạn gì vậy? Dạ Diệu thầy ạ. Cái gì? Dạ Nguyễn Thị Hồng Diệu ạ. Nguyễn Hồng Diệu rồi, ok. Hồng Diệu chia nhóm của mình, lớp của mình thành hai nhóm nhé. Mỗi một nhóm như vậy 9 người. Dạ thầy ạ. Và rồi cử ra nhóm trưởng, nhóm phó luôn. Rồi xin mời các bạn khác, ai có ý kiến ạ? Quốc tế học là mình đang học năm thứ ba hả? Dạ năm thứ tư thầy. Năm thứ tư, anh cả đầu rồi nhỉ, sắp ra trường rồi. Rồi xin mời có bạn nào có ý kiến nữa ạ? Mới chỉ có một người thôi. Không có ý kiến, bây giờ thầy sẽ mời ạ. Mời đại diện của nhóm 6 cũ của lớp kế toán ấy. Nhóm 6 ạ. Nhóm trưởng cũ của nhóm 6 rồi ạ. Bạn Hằng cho biết là nhóm 6 hôm nay có ai đi học không? Nhóm 6 đâu ạ? Alo? Xin mời các bạn nhóm 6 cũ của lớp quản trị 4A, lớp kế toán 4A. Như vậy nhóm 6 không có ai trong buổi hôm nay. Bạn Hằng đâu nhỉ? Lớp trưởng đâu ạ? Dạ đây ạ. Nhóm 6 có ai đi học không? Dạ. Để em coi thầy. Dạ có thầy. Năm sáu có thầy. Có mà không lên tiếng thì thôi, xem như là không đóng góp. Được nêu danh nhưng không lên tiếng, không đóng góp. Bây giờ sẽ mời nhóm 7 ạ. Chúng ta nghĩ sao thì nói vậy thôi ạ. Mời nhóm 7, thầy sẽ lần lượt mời một số nhóm. Nhóm 7 có ý kiến không? Alo ạ. Dạ nhóm 7 có thầy ơi, em đang suy nghĩ câu trả lời. Vâng. Các nhóm khác cũng sẽ suy nghĩ ạ. Và sau nhóm 7 thì thầy gọi đến nhóm nào thì nhóm đó sẽ cử ra một người. Nếu sau 10 giây không trả lời thì xem như là không đóng góp cho học tập. Rồi xin mời nhóm 7 ạ.
Chúng ta cứ nêu lý do gì cũng được. Vấn đề là nói ra chứ không phải là đúng hay sai. Dạ, em nhóm bảy thầy. Vâng. Em nghĩ là do hành chính thì nhiều giấy tờ ấy ạ. À. Với cả kiểu mấy cái dịch vụ khác thì thông tin nhanh với cả dễ dễ sử dụng hơn ý ạ. À, do nói chung thì cũng là do thủ tục rắc rối và khó sử dụng ít thông tin Dạ vâng. nên là chúng ta cảm thấy không hài lòng. Ở đây chúng ta nhìn dưới góc độ tức là những người thực hiện công tác hành chính đối với chúng ta nhìn chung là thiếu cái sự hồ hởi niềm nở như là bán các dịch vụ thông thường khác. Về mặt nguyên tắc chúng ta đi sử dụng các dịch vụ hành chính là chúng ta đang đi mua các cái dịch vụ đó bằng cái việc là chúng ta sẽ chi một cái khoản tiền nào đó của chúng ta. Cái tiền đó có thể là gì ạ? Tiền đó có thể là chúng ta chi trực tiếp hoặc có thể là chúng ta đã chi chi từ trước ạ. Ví dụ như chúng ta đóng thuế tạo ra cái ngân sách cho nhà nước và ngân sách của nhà nước chi lại lương cho những người trong hệ thống hành chính của quốc gia để phục vụ các cái nhu cầu của xã hội. Như vậy thì việc chúng ta đóng thuế chính là cách mà chúng ta trả tiền trước cho các dịch vụ hành chính ạ. Hành chính công chúng ta đang nói dưới góc độ là hành chính công. Còn ở trong các công ty thì chúng ta cũng đã trả tiền cho hệ thống hành chính để họ vận hành cung cấp các dịch vụ chúng ta. Thì chúng ta đóng học phí, đóng học phí là chúng ta đã gián tiếp trả tiền cho giảng viên, trả tiền cho các nhân viên để họ cung cấp các dịch vụ cho việc tổ chức học tập của chúng ta tốt hơn. Chứ không có nghĩa là chúng ta bỏ tiền ra mua trực tiếp thì chúng ta mới mua dịch vụ hành chính ạ. Và về nguyên lý là khi sử dụng các dịch vụ hành chính thì chúng ta đã trả tiền cho cái người cung cấp các dịch vụ đó. Thế nhưng mà chúng ta trả tiền nhưng mà chúng ta lại không được phục vụ một cách hiệu quả. Thậm chí là có lúc còn là nói năng nói những lời không nên nói, có thái độ không nên. Vậy xin mời các bạn chúng ta có thêm ý kiến ạ. Nhóm 7 đã có ý kiến ạ. Nhóm 6 thì đã bỏ qua rồi. Bây giờ theo gợi ý như vậy thì có nhóm nào nêu ra ý kiến được không ạ? Nếu không có tinh thần tự nguyện thì thầy sẽ mời thêm một nhóm nữa. Dạ thầy ơi, nhóm em có ý kiến. À, bạn nào nhóm nào? Dạ em bên lớp quá câu mốt gì nhiều ạ. Lớp gì K41? Dạ UIHK41 quốc tế K41. À rồi rồi, bên nói lớp quốc tế đi rồi, bà Diệu, bà Diệu ạ. Dạ theo em thì ngoài thủ tục rườm rà ra thì những cái thủ tục đó lại mang tính pháp lý cao nữa, với lại phương diện nó cũng rộng cho nên là người ta quản lý chặt chẽ hơn. Còn về những dịch vụ khác thì người ta chỉ tập trung vào nhất định nào đó, ta hiểu rõ là khách hàng cần gì hơn. Cảm ơn bạn Diệu. Rồi có thêm bạn nào có ý kiến nữa không ạ? Rồi nếu không có ý kiến nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung quay trở lại. Phần này là để chúng ta tăng cường cái khả năng tập trung để vào môn học thôi. Tại sao dịch vụ hành chính lại ít được cung cấp một cách hiệu quả, hay còn gọi là cái người mà được cung cấp các dịch vụ này đôi khi cảm thấy không hài lòng, và không những là đôi khi và rất nhiều khi không được cảm thấy hài lòng. Có nghĩa là cái việc cung cấp các dịch vụ hành chính trong các đơn vị nói riêng và trong các hệ thống nói chung thì phần lớn là chất lượng nó không cao.
Một trong những nguyên nhân căn bản của nó, các bạn nói rằng là vì thủ tục rắc rối, phiền hà vân vân. Nhưng cái quan trọng nhất đó là gì ạ? Là xin hỏi với các bạn là chúng ta đi mua các hàng hóa khác thì chúng ta có thể mua được ở đâu? Ví dụ như chúng ta mua một cái áo, chúng ta có thể mua được ở đâu ạ? Ra một cái quầy nào đó ngoài chợ, hay là chúng ta có thể đi được ở rất nhiều nơi ạ? Có lẽ là nhiều nơi, đúng không? Còn nếu chúng ta mà muốn mua một dịch vụ hành chính công, hay là muốn mua một dịch vụ hành chính, thì chúng ta có thể mua được ở đâu? Ở nhiều nơi hay không? Mời bạn là Hồng Diệu đi nào. Dạ thưa thầy, thì là bị hạn chế về chỗ mua, thường thì mua ở đấy rồi. Vâng, đó là một trong những cái nguyên nhân căn bản đấy. Cái nguyên nhân căn bản nhất của việc hành chính không cao là bởi vì nó được tổ chức theo mô hình độc quyền chức năng. Thế độc quyền chức năng là gì? Độc quyền chức năng có nghĩa là các cái dịch vụ về hành chính của các tổ chức thì sẽ được tổ chức, thường được tổ chức theo các cái tuyến chức năng. Có nghĩa là mỗi một phòng ban hay là một cái bộ phận nào đó của hệ thống sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cái dịch vụ đó cho toàn thể khách hàng. Và điều đó nó chỉ được giao cho một bộ phận và không có bộ phận khác để cùng cạnh tranh. Cái mô hình, cái cách thức tổ chức như vậy người ta gọi là độc quyền chức năng. Ví dụ như bây giờ bạn liên quan đến vấn đề điểm của sinh viên trong trường, thì chúng ta chỉ có một cách là gặp phòng giáo vụ, đúng không ạ? Phòng đào tạo đấy. Nếu mà liên quan đến chế độ của sinh viên thì chúng ta chỉ có gặp ở phòng công tác sinh viên. Có nghĩa là trong trường chỉ có một bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện công việc đó. Ngoài xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta muốn làm giấy khai sinh thì chúng ta sẽ phải đến bộ phận tư pháp của ủy ban. Nếu chúng ta làm hồ sơ giấy tờ thì chúng ta, hồ sơ giấy tờ về nhà đất thì chúng ta chỉ có một cách là lên phòng tài nguyên của ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu chúng ta muốn làm giấy tờ hồ sơ nhân thân thì chúng ta lên phòng tư pháp của huyện. Có nghĩa là mỗi một đơn vị như vậy sẽ có một bộ phận được giao trách nhiệm phụ trách một cái dịch vụ nào đó của công tác hành chính, và chỉ có bộ phận đó thực hiện mà thôi, không có cái hoạt động cạnh tranh ở đây. Và đây có thể được xem như là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất nó làm cho hệ thống của chúng ta đôi khi bị sơ cứng, nhiều khi thì thái độ tinh thần phục vụ không tốt, không nhận rõ ra được cái vai trò của mình, trách nhiệm của mình như là một cái nơi cung cấp các dịch vụ và phần này đã được trả lương từ trước, mà xem đó như là gì ạ? Như là chúng ta đang cung cấp một cái dịch vụ cho khách hàng dạng như kiểu là ban phát. Hệ thống hành chính thay vì chỉ có cái nhiệm vụ là quản lý thì nó còn có thêm một cái nhiệm chức năng rất quan trọng. Chức năng này còn quan trọng hơn cả chức năng về quản lý. Đó là gì ạ? Đó là phục vụ. Mà ngay cả cái công tác quản lý thì cũng là quản lý để phục vụ, chứ không phải là quản lý một cách thông thường. Nhưng đôi khi người ta chỉ nghĩ rằng là mình là có quyền để cung cấp các dịch vụ đó và xem như là mình là một sự ban phát cho khách hàng. Nhưng trên thực tế là không phải như vậy. Bởi vậy nếu như việc tổ chức cái hệ thống cung cấp các dịch vụ hành chính mà không nắm rõ về chức năng nhiệm vụ của mình, không hiểu rõ về bản chất của cái dịch vụ hành chính trong các tổ chức nói riêng và trong các hệ thống hành chính nói chung, thì những người làm trong hệ thống đôi khi đang ngộ nhận về vai trò của mình, và cái thực sự ngộ nhận về vai trò của mình thì nó dẫn đến cái tinh thần thái độ phục vụ không tốt. Đáng buồn là các hệ thống dịch vụ hành chính công
nói riêng và các hệ thống dịch vụ hành chính nói chung, thì chúng ta không phải và không dễ dàng để chuyển tất cả các cái dịch vụ này trở thành gì ạ? Trở thành một dịch vụ cạnh tranh. Rất là khó. Chúng ta có thể làm được nhưng mà số lượng không nhiều. Cho đến hiện nay thì chúng ta cũng chưa có thể xã hội hóa, hay còn gọi là gì ạ? Là tăng cái mức độ cạnh tranh trong cái dịch vụ hành chính. Có một số công việc thì chúng ta đã làm rồi, và nó thực sự mang lại cho chúng ta rất nhiều các cái tiện ích. Thí dụ như là trước đây dịch vụ về công chứng chẳng hạn, xác thực và công chứng. Trước đây thì chỉ có hệ thống các phòng công chứng của Sở Tư pháp mới được thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ là công chứng các loại hồ sơ giấy tờ, từ nhỏ cho đến lớn, từ đơn giản cho đến phức tạp. Thí dụ như là để công chứng chứng minh nhân dân, chứng minh thư chẳng hạn, hay là bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh, vân vân, thì chúng ta cũng phải bắt buộc đến các phòng công chứng. Và phòng công chứng thì không nhiều, và ở đó cái khối lượng công việc rất là lớn, dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là thái độ tinh thần phục vụ không tốt. Hơn nữa là gì? Hơn nữa là vì không có cái việc cạnh tranh, trước sau gì cũng phải đến đó, khách hàng không có lựa chọn khác, bởi vậy cho nên là người ta không có cái ý thức trong cái việc là phải phục vụ tốt để lưu giữ khách hàng. Ngược lại bây giờ thì với cái dịch vụ cạnh tranh, nếu như các phòng công chứng, như các đơn vị mà thực hiện công chứng mà thực hiện không tốt thì khách hàng họ sẽ bỏ đi, và nếu khách hàng bỏ đi thì doanh nghiệp, cái đơn vị đó sẽ không có khách hàng, và khi thì họ sẽ không có công ăn việc làm. Bởi vậy cho nên là gì? Thay vì họ làm với thái độ tinh thần phục vụ không tốt như trước đây, thì bây giờ họ sẽ phải buộc phải thay đổi, bởi vì nó gắn với công ăn việc làm của họ, gắn với thu nhập của họ, và tinh thần thái độ thì nó phục vụ tốt hơn. Cái mà chúng ta nói đáng tiếc ở đây là gì? Là không phải cái gì, dịch vụ nào về hành chính chúng ta cũng mở rộng ra theo hình thức như là thực hiện cái dịch vụ công chứng. Và cái việc mà tổ chức theo cái mô hình độc quyền chức năng này thì không phải chỉ có ở Việt Nam, mà cả thế giới cũng đều tổ chức theo mô hình đó. Ở nước ngoài cũng vậy, cơ quan hành chính công quyền của nhà nước cũng sẽ phân thành những cái bộ phận, và chỉ có những bộ phận đó mới cung cấp các dịch vụ đó cho xã hội. Tuy nhiên chất lượng về dịch vụ thì nó cũng không phải là hoàn toàn giống nhau ở tất cả các địa phương, ở tất cả các nước, mà có những nơi thì làm rất tốt, có những nơi thì làm không tốt. Cái việc mà chất lượng dịch vụ không tốt đó, nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là do tinh thần trách nhiệm của những người tham gia vào công việc. Và tinh thần trách nhiệm này thì nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái cách thức quản lý ở từng địa phương và ở từng quốc gia. Nó kéo theo cái ràng buộc, nó kéo theo những cái quy trình. Nếu chúng ta có một quy trình tốt, nếu chúng ta có những biện pháp quản lý tốt, nếu chúng ta có những cái giải pháp hữu hiệu để tác động vào những thái độ làm việc tốt và thái độ làm việc không tốt, thì chất lượng dịch vụ hành chính nó mới được thay đổi. Ta lấy ví dụ như chất lượng dịch vụ hành chính của quốc gia chúng ta trong vòng khoảng cỡ 6 năm trở lại đây thì nó đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Đối với các bạn thì các bạn chúng ta ít quan tâm đến những vấn đề này, và chúng ta cũng chưa gặp nhiều. Chỉ có khi đến khi đi học đại học thì chúng ta mới tiếp xúc nhiều đến các dịch vụ hành chính. Còn trước đó thì học phổ thông thì chúng ta gần như là không biết. Vì vậy cho nên là với việc mới đi học một vài năm như chúng ta thì cái cảm nhận về chất lượng dịch vụ hành chính trước đây so với bây giờ là không có điều kiện để so sánh. Nhưng như bản thân tôi thì đã cảm nhận rất rõ cái việc về chất lượng dịch vụ hành chính công của chúng ta đã tăng lên đáng kể. Và ngay cả gì ạ? Ngay cả ở trong trường chúng ta cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều. Tất cả thì chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Là mô hình thì vẫn như cũ,
chỉ có cái phương pháp, cái biện pháp, cái cách thức thực hiện thì nó khác, và chỉ cần thay đổi về phương pháp quản lý thì chúng ta đã nâng cao được dịch vụ về hành chính rất là nhiều. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất, cái đặc trưng thứ nhất của công tác hành chính, và đây là cái nguyên nhân để chúng ta nhận thấy là công việc hành chính tốt hay không tốt, phù hợp hay không phù hợp. Và cũng giải thích cho cái việc là tại sao các cái chất lượng dịch vụ hành chính của chúng ta so với các cái dịch vụ thông thường trong xã hội thì chất lượng vẫn còn là chưa cao. Về vấn đề này có bạn nào đặt câu hỏi gì không ạ? Alo. Các bạn có đặt câu hỏi hoặc là có muốn hỏi thêm, hay là có muốn được giải thích thêm, hay là muốn làm sáng tỏ thêm thì chúng ta cho ý kiến ạ. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta sẽ chuyển sang giải thích cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai là đặc tính thứ hai của công tác hành chính. Đó là đối với công tác hành chính thì hệ thống sẽ được tổ chức một cách chặt chẽ, có sự phân quyền, có sự phân chia công việc một cách rõ ràng. Đây là một cái đặc tính rất quan trọng của công tác hành chính. Nếu chúng ta làm việc và làm việc trong một cái bộ phận nào đó, một cái đơn vị nào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái công việc trong hành chính sẽ được giao một cách cụ thể. Trong đó trách nhiệm bao gồm gì ạ? Phạm vi chúng ta được thực hiện, những cái điều kiện, những cái loại công việc chúng ta được tiến hành và những loại công việc chúng ta không được tiến hành. Có nghĩa là gì ạ? Là những việc được làm và những việc không được làm. Và theo về lĩnh vực hành chính thì cái xu hướng là gì ạ? Là chúng ta sẽ chỉ được làm những cái cho phép và chúng ta không được làm những cái không cho phép, chưa cho phép. Có nghĩa là làm một cái công việc gì đó theo trình tự nào, theo thủ tục nào, cái gì đã ban hành thì chúng ta thực hiện theo cái đó, cái gì chưa ban hành thì chúng ta không được thực hiện. Nó khác với các hoạt động thông thường. Đối với các hoạt động thông thường thì người ta chỉ theo xu hướng là cấm làm những việc đã cấm, còn những việc mà không cấm thì được làm. Ngược lại, trong quản lý hành chính thì chúng ta chỉ được làm những cái cho phép, những cái chưa cho phép thì chúng ta không được làm. Đó là cái đặc tính về phân quyền và cái đặc tính về công việc hành chính. Bởi vậy cho nên là khi làm việc trong hệ thống hành chính thì những người trong tổ chức cần phải ghi nhớ một điều là chúng ta chỉ làm những việc đã được cho phép mà thôi. Và chúng ta phải tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ví dụ như là làm kế toán thì kế toán được phép làm cái gì? Và những cái đó là làm như thế nào? Chúng ta phải nắm rõ. Phòng tài chính được quyền làm cái gì? Và làm những cái gì, làm như thế nào là chúng ta phải nắm rõ và chỉ làm những công việc đó. Ủy ban nhân dân cấp xã được làm việc gì? Và việc đó thì làm như thế nào thì chúng ta sẽ phải làm đúng theo như vậy. Cái việc mà tạo ra một hệ thống chặt chẽ như vậy là để tránh đi các cái sai lệch, tránh đi cái sự chồng chéo, để giúp cho hệ thống của chúng ta vận hành một cách hiệu quả. Cái đặc tính thứ ba là đặc tính về sự thống nhất trong hệ thống. Trong một hệ thống hành chính thì các công việc sẽ được tổ chức thực hiện theo một cái quy định thống nhất. Cái thống nhất ở đây là gì ạ? Là đối với những việc gì làm trong hệ thống mà không có các cái yêu cầu đặc biệt hoặc là không có các cái thỏa thuận đặc biệt thì chúng ta sẽ phải làm giống nhau. Chỉ có một điều, cái sự giống nhau này
thì nó không có nghĩa là gì ạ, không có nghĩa là tất cả các đối tượng thì sẽ làm hoàn toàn giống nhau, mà nó là giống nhau theo từng nhóm đối tượng, từng nhóm đối tượng. Chúng ta lấy ví dụ một cách đơn giản, ví dụ như về mặt nguyên lý là sinh viên đi học thì phải đóng tiền, đó là nguyên lý chung. Nhưng mà cái sự thống nhất ở đây là cái gì? Có nghĩa là sự đóng tiền, cái việc đóng tiền học của sinh viên thì nó theo từng nhóm nhất định. Có nhóm phải đóng 100%, nhưng mà có nhóm thì sẽ được miễn 100%, có nhóm lại được giảm 50 hoặc là 20%. Nhưng chỉ có điều là cái nhóm đó có đặc trưng như thế nào thì tất cả những người có đặc trưng đó sẽ thực hiện đúng như cái quy định. Và cái sự thống nhất này là thống nhất trong nhóm của mình. Thì đó là cái gọi là tính thống nhất của công tác hành chính nhé. Một cái ví dụ thứ hai là ví dụ như là quy định là đến 16 tuổi thì chúng ta sẽ được làm chứng minh thư. Và như vậy tất cả mọi người, mọi công dân Việt Nam đủ 16 tuổi thì chúng ta sẽ thực hiện làm chứng minh thư. Đó là cái tính thống nhất và không có ngoại lệ. Chỉ có một điều là trên thực tế thì lại vẫn có những ngoại lệ. Và những ngoại lệ này thì lại được thực hiện theo một quy trình thống nhất. Để có được làm chứng minh thư thì thứ nhất là phải đủ 16 tuổi. Thứ hai là phải có giấy tờ hợp lệ. Giấy tờ hợp lệ. Thì tất cả những người mà có giấy tờ hợp lệ đủ 18 tuổi, 16 tuổi thì chúng ta sẽ được quyền là làm chứng minh thư nhân dân của mình. Nhưng cái mà chúng ta gọi là thống nhất ở đây, nhưng mà trên thực tế thì nó khác là chỗ là đó là các trường hợp bình thường. Nhưng đối với các trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ không làm theo kiểu như là các điều kiện bình thường. Bởi vậy cho nên là cái thống nhất đây không có nghĩa là thống nhất cho tất cả mọi đối tượng, mà là từng nhóm đối tượng khác nhau thì sẽ có khác nhau. Bởi vì thực tế sẽ có những người không đủ các loại giấy tờ. Vậy những người không đủ các loại giấy tờ thì hiển nhiên là chúng ta sẽ không làm được theo cái quy trình chung, và chúng ta sẽ làm quy trình đặc biệt. Bởi vậy cho nên là bên cạnh những quy trình thống nhất thì chúng ta cũng sẽ có những sự thống nhất cho các quy trình đặc biệt. Như vậy cái tính thống nhất ở đây là chúng ta phải hiểu là thống nhất theo từng nhóm đối tượng. Khi mà các điều kiện nó khác ở một cái nhóm đối tượng khác thì cái cách thức vận hành làm việc ở cái nhóm đối tượng khác này nó sẽ thống nhất chung với nhau trong cái nhóm đó, và cái sự thống nhất trong nhóm đó nó sẽ khác với sự thống nhất ở các cái nhóm đối tượng khác. Đó là cái ví dụ thứ hai để chúng ta thấy rằng là tính thống nhất ở đây được hiểu là thống nhất theo từng nhóm đối tượng. Bởi vì trong thực tế sẽ có những người không đủ các loại giấy tờ. Vậy không đủ các loại giấy tờ họ có được quyền làm chứng minh nhân dân hay không? Bây giờ chúng ta dừng lại một chút, sẽ đặt câu hỏi như vậy. Theo các bạn nghĩ đúng là theo quy định chúng ta hiện nay 16 tuổi, đủ 16 tuổi, có giấy tờ nhân thân hợp lệ thì chúng ta có cái giấy tờ hợp pháp thì chúng ta sẽ là được làm chứng minh thư. Như vậy là có sổ khẩu, có giấy khai sinh thì chúng ta sẽ liên hệ với cơ quan công an để chúng ta làm chứng minh thư. Nhưng có những trường hợp người ta mất giấy tờ nhân thân, người ta không có hộ khẩu. Xin hỏi quý vị, những người này có được làm chứng minh thư không ạ? Bạn nào có ý kiến xin giơ tay ạ. Rồi, câu hỏi nêu lên có bạn nào có ý kiến ạ? Chúng ta sẽ cần hai ý kiến.
Nếu không có xung phong thì thầy sẽ mời theo nhóm và tất cả các nhóm sẽ suy nghĩ để có câu trả lời sau 20 phút, 20 giây, 30 giây. Nếu không có ý kiến, nếu không có ý kiến phát biểu thì thầy sẽ lần lượt mời từng nhóm và mời nhóm nào thì nhóm đó trong vòng 10 phút, 10 giây là phải trả lời. Xin mời. Bạn nào có ý kiến thì giơ tay ạ. Rồi xin mời có nhóm nào phát biểu không ạ? Có lớp nào có bạn nào phát biểu không ạ? Alo, mọi người có nghe câu hỏi không? Dạ thầy ơi, thầy đọc lại câu hỏi giùm em với được không ạ? Câu hỏi đã gửi lên trên nhóm chat rồi. Dạ cho em trả lời á. Vâng. Dạ theo em nghĩ thì có giấy tờ cần thiết thì không có được làm chứng minh nhân dân. Dạ. Và như vậy thì nếu không làm được chứng minh nhân dân thì không thực hiện được các giao tiếp trong xã hội. Ví dụ như là mua bán hoặc là đi máy bay hoặc là hoặc là làm hộ khẩu vân vân. Vậy những người này sẽ bị loại ra khỏi xã hội ạ. Bạn nào vừa phát biểu ấy nhỉ? Dạ Võ Thị Ngọc KTK42 thầy. Võ Thị Ngọc. Dạ. Nhóm mấy đây ạ? Dạ không, em ở lớp KTK42 á thầy. À, K42. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn Ngọc. Bây giờ thì thầy chỉ hỏi thêm một chút thôi. Nếu vậy những người này làm sao họ thực hiện được các cái quyền công dân của mình? Vậy xã hội chúng ta sẽ loại họ ra hệ thống à? Em nghĩ là khi nào có giấy tờ đầy đủ thì người ta mới được làm. Ví dụ bây giờ một người người ta mất giấy tờ đi rồi không làm lại được, hoặc là một người mà sinh ra xong rồi thì bố mẹ thất lạc bỏ rơi, họ không chứng minh được nhân thân, rồi họ sống cù bất cù bơ, hoặc là họ phải lăn lộn trong cuộc đời khi đang nhỏ và đến khi lớn lên trưởng thành, nhưng chỉ có điều là họ không chứng minh được nhân thân của họ xuất phát từ đâu, không có chứng minh thư, không có giấy khai sinh, cũng không biết bố mẹ là ai. Trong xã hội vẫn thường thỉnh thoảng đôi khi có những người như vậy đấy, vậy họ sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi nhỉ, có vẻ không công bằng lắm đúng không ạ? Rồi dẫu sao thì vẫn cảm ơn bạn Võ Thị Ngọc. Các bạn nào có ý kiến ạ? Vậy thưa thầy, em xin trả lời cho năm sáu ạ. Nhóm 6. Rồi trả lời đi. Dạ theo thầy nói thì em nghĩ những người không có chứng minh thư thì vẫn được tồn tại trong xã hội ạ. À, thì vẫn hiển nhiên là họ vẫn tồn tại, nhưng vấn đề là không có chứng minh thư họ sẽ bị ta nói là loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Xã hội đây ấy, là họ không thực hiện, họ không được thực hiện và không thực hiện được những cái quyền cơ bản của con người. Ví dụ như là
mặc dù có tiền nhưng mà cũng không đi, không được đi máy bay vì họ không có chứng minh thư, họ không được một cái chính quyền, một cái cơ sở nào chấp nhận xác thực họ là ai, hoặc là nếu mà mua bán nhà đất thì họ cũng không làm được cái quyền sở hữu của mình vì họ không có các giấy tờ nhân thân. Loại ra khỏi cuộc chơi chính là như vậy, chứ không phải nói là chúng ta nói rằng là chúng ta bắt đi tù hoặc là trục xuất họ ra khỏi Việt Nam. Vâng. Rồi, dẫu sao thì cũng cảm ơn nhóm 6. Nhóm 6 vì lúc nãy là không trả lời cho nên bị trừ đi. Bây giờ xung phong thì sẽ xóa cái này đi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chương trình. Như vậy với các bạn, ở đây chúng ta đang nói là tính thống nhất trong hệ thống. Cái thống nhất này là thống nhất theo từng nhóm đối tượng. Và như vậy trong quản lý hành chính thì người ta sẽ đặt ra những quy định thống nhất để giải quyết vấn đề cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Và mỗi một nhóm đối tượng thì sẽ có một cái quy định thống nhất chung. Ví dụ như là bình thường thì những người đủ 14 tuổi, tròn 14 tuổi và 16 tuổi và có các loại giấy tờ hợp lệ thì sẽ được làm chứng minh thư. Nhưng đối với những người mà không có các giấy tờ phù hợp thì về mặt nguyên lý là chúng ta sẽ giải quyết theo một trình tự riêng. Trình tự này nó khác với lại trình tự thông thường và nó thống nhất trong toàn hệ thống. Đó là gì ạ? Đó là đối với các đối tượng mà nó nằm ngoài những quy định chung thì những đối tượng này sẽ phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để được hướng dẫn giải quyết một cách cụ thể, Và cái việc giải quyết riêng này là không phải là từng nhân viên trong hệ thống được làm mà nó được phải được làm ở những cái cấp quản lý nhất định. Thí dụ như là để làm chứng minh thư nhân dân cho những cái trường hợp mà đặc biệt như vậy thì hệ thống sẽ phải ghi nhận và người quyết định cuối cùng đó là Sở Công an, Giám đốc Sở Công an, hay còn gọi là Ban Giám đốc Sở Công an của các địa phương, là cái cơ quan cuối cùng sẽ xác minh và chịu trách nhiệm trong cái việc là cấp chứng minh nhân dân cho các trường hợp đặc biệt. Còn bình thường thì chứng minh thư sẽ được làm theo quy trình và làm ở phường xã hoặc là ở công an cấp huyện, và nó được làm một cách theo cái quy trình đã được định sẵn thông thường. Nhưng mà đối với trường hợp đặc biệt thì cơ quan quản lý chuyên môn sẽ hướng dẫn cho những cái trường hợp đó để bổ sung các loại giấy tờ cần thiết. Giấy tờ cần thiết có nghĩa là nó khác với lại quy định cũ. Thí dụ như là không có làm mồ côi chẳng hạn, và cũng không xác định được quê quán ở đâu, không xác định là người thân ở đâu, thì sẽ phải có một cái hướng dẫn để cho người ta làm một cái xác thực ở một cái địa điểm, ở một cái địa phương nào đó. Để từ đó thì xác minh, và sau một khoảng thời gian xác minh nhất định nào đó thì cơ quan công an sẽ cấp cho người ta. Thì đó là cái trường hợp đặc biệt đấy. Cũng giống như kiểu là bình thường thì tất cả những cái sinh viên, những cái học viên, học sinh của chúng ta để được cấp bằng tốt nghiệp đại học thì phải có bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc là gì ạ? Hoặc là cái bằng tương đương. Thế nhưng mà trong thực tiễn thì nó lại xảy ra những cái trường hợp rất là đặc biệt. Đó là gì ạ? Đó là người ta không có bằng tốt nghiệp, không có giấy chứng nhận tốt nghiệp, và thậm chí là những người này được cấp các cái giấy chứng nhận hoặc là bằng tốt nghiệp của nước ngoài mà chúng ta gì ạ? Mà chúng ta không có cái hệ thống đánh giá tương đương. Thí dụ như là các bạn biết là từ những năm 80 của thế kỷ trước cho đến tầm một khoảng năm 98 thì chúng ta có một cái số lượng khá lớn người Việt Nam xuất cảnh bất hợp pháp, hay còn gọi là người bỏ trốn đấy, hoặc là xuất cảnh lậu. Trên thế giới thì có một giai đoạn người ta gọi đó là tị nạn, là người tị nạn, tức là bỏ nước ra đi một cách bất hợp pháp. Họ đến các nước khác nhưng mà cũng không được chấp nhận là công dân của các nước đó, và họ phải sống ở trong các cái trại tị nạn
ở Hồng Kông, ở Philippines, ở Thái Lan. Đó là ba cái nơi mà có nhiều tị nạn Việt Nam những năm 80, 90 của thế kỷ trước ạ. Và trong cái các trại tị nạn đó thì các tổ chức thiện nguyện của quốc tế họ cũng tổ chức thành các lớp học, các cái trường học. Chỉ có một điều là các trường học đó thì vẫn dạy và cũng theo một cái hệ thống riêng. Cái hệ thống đó họ sẽ cung cấp cho trẻ em, những người đi học trong các trại tị nạn đó một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp trường tương đương với phổ thông đấy. Chỉ có điều là cái giấy đó là do tổ chức thiện nguyện quốc tế cấp, chứ cũng không phải là quốc gia như là Philippines hay là Hồng Kông hay là Thái Lan cấp. Rồi sau đó thì chính phủ chúng ta thỏa thuận với lại Liên Hợp Quốc trong việc là đón công dân của mình quay trở về nước đối với những người không đủ điều kiện được các nước thứ ba chấp nhận thì họ quay trở về Việt Nam. Và trong số đó có rất nhiều các thanh thiếu niên đã học và tốt nghiệp cái chương trình phổ thông trung học nhưng lại không có bằng cấp quốc gia, mà họ chỉ có các cái giấy tờ, các cái giấy chứng nhận đã tốt nghiệp của các cái ngôi trường đó. Vậy thì trong cái hệ thống phân loại của Việt Nam chúng ta thì đối với những cái trường hợp mà có cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương cấp 3 đấy, tương đương trung học phổ thông của chúng ta ấy, do các cái trại tị nạn cấp đó thì nó không có cái trong danh mục là tương đương với lại bằng cấp của chúng ta. Nhưng những người đó thì cũng không có nghĩa là họ về Việt Nam thì họ lại đi học lại. Vậy thì những trường hợp đó có được học đại học của Việt Nam không? Hiển nhiên là chiếu theo các quy định thông thường thì những người đó sẽ không được học. Và nếu có học thì cũng không được cấp bằng tốt nghiệp. Xin hỏi các bạn là trong trường hợp đó thì chúng ta giải quyết thế nào? Lấy ví dụ như các bạn đấy, các bạn là trước đây là học ở trong một cái trường của một cái trại tị nạn ở Hồng Kông chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta không được chấp nhận sống ở quốc gia thứ ba và chúng ta sẽ quay trở về Việt Nam theo cái chương trình hồi hương tự nguyện. Và khi quay trở về Việt Nam thì chúng ta đã học xong cấp 3 rồi đó, ở bên kia đó rồi. Nhưng mà cái giấy chứng nhận đó nó không tương thích với hệ thống của chúng ta. Các bạn nghĩ là các bạn có cơ hội đi học đại học không? Và ai là giải quyết cho các bạn được học, được cấp bằng? Bởi vì nó trái với quy định thông thường. Rồi xin mời bạn nào có ý kiến ạ? Nào xin mời các bạn nào phát biểu 30 giây để chúng ta có ý kiến, nếu không có ý kiến thì thầy sẽ mời theo từng nhóm ạ. Nào có bạn nào có ý kiến về cái trường hợp mà giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông tương đương không tương thích về hệ thống trong trường hợp đó có được học đại học không, và học thì có được cấp bằng không, nếu muốn cấp bằng thì ai sẽ là người, cơ quan nào sẽ là người giải quyết và có giải quyết được hay không? Xin mời các bạn nào có ý kiến ạ.
Cho đến hiện nay thì không có cá nhân có ý kiến. Vậy xin mời nhóm 8 ạ. Nhóm 8 của lớp kế toán K44A. Các bạn nhóm 8 đâu ạ? Ừ, nhóm 8 thầy. Đây. À, dạ, theo em thì người ta vẫn sẽ được cấp bằng đại học. Vâng, vậy thì ai sẽ là có quyền cấp nếu như theo quy định này? Dạ, theo em là cơ sở giáo dục và đào tạo. À. Vâng, xin thưa với các bạn, đây là một trường hợp thực tế đấy ạ. Nó minh chứng cho cái việc là sự thống nhất ở đây là thống nhất theo từng nhóm đối tượng. Bình thường đối với người bình thường, nếu là ở Việt Nam chúng ta lớn lên mà không có bằng tốt nghiệp, không có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương thì chúng ta sẽ không thể nhận được bằng đại học ạ. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt là vì sao ạ? Là bởi vì những người đó là vì người Việt Nam. Tuy nhiên thì họ không không hoàn toàn ở Việt Nam và họ có những giai đoạn đặc biệt. Cái giai đoạn đặc biệt đó thì sẽ không thể quay trở lại được nữa. Do đó cái giải quyết trường hợp này là giải quyết theo yêu cầu đặc biệt, theo điều kiện đặc biệt. Mà cái điều kiện ở đây đó là gì ạ? Đó là có một giai đoạn họ học và tị nạn học ở nước ngoài. Đối chiếu với các quy định chung thì chúng ta thấy là cái quy định tương đương thì nó không có cái trường hợp này. Vì vậy cho nên là cái cơ quan mà ban hành cái quy định liên quan đến tính tương đương của hệ thống thì là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc là xác định cái bằng này, cái giấy nhận này có tương đương không. Vì vậy cho nên là quy định này là quy định của Bộ Giáo dục. Bởi vậy cho nên là gì ạ? Bộ Giáo dục sẽ là nơi mà sẽ ra quyết định cho cái việc là có công nhận hay không. Vì vậy cho nên là các trường đại học không tự quyết định cho vấn đề này. Các sở giáo dục cũng không có quyền để xác định cho vấn đề này, mà là cơ quan Bộ Giáo dục nơi mà đưa ra các quy định cho vấn đề tương đương với bằng cấp. Và cũng có một cái thực tế nữa, đó là gì ạ? Đó là đối với quy định hành chính thì những người làm trong hệ thống họ lại có một cái tâm lý là sợ sai. Và vì sợ sai cho nên là gì ạ? Là người ta sẽ đắn đo trong cái việc đưa ra các quyết định. Và thậm chí là có nhiều khi người ta cũng buông xuôi, không giải quyết. Để tránh cái tình trạng đó thì trong quy định hành chính của chúng ta hiện nay đã có một cái quy định mới, đó là gì ạ? Đối với những trường hợp mà thuộc thẩm quyền của cấp trên mà cấp dưới trình bày, cấp dưới đã báo cáo bằng văn bản mà cấp trên không trả lời thì xem như là đồng ý. Đây là một cái vấn đề rất mới đấy các bạn nhé. Thực ra không phải là mới, có thể là mới với các bạn thôi, chứ còn về nguyên tắc thì nó đã được thực hiện hơn một chục năm nay rồi. Cái quy định này là để tránh cái tình trạng người ta gọi là ngâm tôm đấy, tức là nhận văn bản, nhận yêu cầu rồi không thực hiện. Thì trong luật hành chính của chúng ta, trong quy định hành chính của chúng ta thì đối với những trường hợp mà cần giải quyết trong hệ thống hành chính, cấp dưới đã báo cáo, cấp trên nhận được mà không đồng ý, không có ý kiến thì xem như đồng ý sau một thời hạn nhất định. Có nghĩa là gì ạ? Người ta quy định một là sau 30 ngày mà không có ý kiến thì xem như là đồng ý. Cái việc mà đưa ra một cái thời hạn để xác thực rằng là những trường hợp mà không có ý kiến xem như đồng ý là để gây áp lực lên hệ thống, buộc những người có trách nhiệm sẽ phải có nghĩa vụ trả lời được hay là không được. Không được. Chứ không được có cái tình trạng là buông xuôi và không có ý kiến
và để cho cái công việc đó nó trôi vào quên lãng. Thì cái trường hợp như lúc nãy chúng ta nói là các cái giấy chứng nhận của sinh học sinh học tương đương phổ thông ở các cái lớp học ở trại tị nạn trên thế giới thì xét về nguyên tắc là nó sẽ được công nhận tương đương, nhưng mà khi chưa có các văn bản công nhận tương đương thì cái cơ quan ban hành cái văn bản và hướng dẫn về xét tương đương sẽ phải trả lời là nó có được hay không, và nếu như họ không trả lời thì xem như là đồng ý. Thì đó là cái vấn đề về quy định hành chính mà chúng ta mở rộng ra. Vì vậy cho nên là trong vấn đề xử lý công việc hành chính thì không phải mọi việc đều đúng theo các quy định mà chúng ta đã nêu ra. Vì vậy cho nên là đối với những vấn đề mà nó không thuộc theo các quy định đã nêu ra thì nguyên tắc xử lý thống nhất đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ trình cái văn bản đó, trình cái vấn đề này cho cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thẩm quyền quyết định là gì ạ? Là đơn vị nào, cơ quan nào, cá nhân nào hoặc là cấp nào mà ra quyết định về cái vấn đề đó thì cơ quan đó sẽ chịu trách nhiệm giải quyết ạ. Đó là cơ quan cuối cùng. Thí dụ như một vấn đề mà nó vướng mắc đến luật thì Quốc hội sẽ phải là cơ quan giải quyết. Nếu một vấn đề mà nó vướng mắc đến nghị định của Chính phủ thì vấn đề đó sẽ được nêu lên đến Chính phủ, và Chính phủ là cơ quan ban hành nghị định thì sẽ là cơ quan quyết định là việc đó đúng hay là sai. Nếu một vấn đề mà nó do hiệu trưởng trường đại học quyết định thì vấn đề sẽ được đưa lên đến cấp là hiệu trưởng, và hiệu trưởng sẽ giải quyết vấn đề đó. Giả sử là vấn đề này là vấn đề thuộc về phòng tổ chức thì sẽ đưa đến phòng tổ chức, và phòng tổ chức phải có trách nhiệm trả lời và giải quyết. Nếu giả sử vấn đề đó là thuộc thẩm quyền của tổng công ty thì vấn đề sẽ đưa lên tổng công ty để tổng công ty giải quyết ạ. Thì đó là chúng ta minh họa cho cái vấn đề là tính thống nhất trong hệ thống. Sự thống nhất này là thống nhất theo từng nhóm đối tượng, và mỗi một nhóm đối tượng thì có một cái cách thức, một quy định và giải quyết riêng, và giải quyết đồng loạt thống nhất trong cả hệ thống của mình. Thì đó là cái đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ tư trong hoạt động hành chính đó là gì ạ? Là các cái kết quả, các thông tin trong hành chính là sự phản ánh thực tế thông qua hồ sơ theo một cái quy trình, những cái quy định riêng đã được thống nhất. Thì cái tính chất phản ánh này nó có một cái đặc tính là gì ạ? Là sự phản ánh thì nó có thể chính xác hoặc là không chính xác. Vì vậy cho nên là hệ thống thì có xu hướng là để tìm kiếm cái sự phản ánh chính xác. Mà muốn tìm kiếm phản ánh thì chính xác thì họ sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là đòi hỏi thêm nhiều cái thủ tục để minh chứng, để giúp cho việc đối chiếu so sánh nó thống nhất và tạo ra cái sự phản ánh chính xác. Ví dụ như chúng ta chỉ có một cái chứng minh thư để xác thực rằng chúng ta là họ tên là như vậy, ngày tháng năm sinh quê quán là như vậy, thì chứng minh thư là một cái loại thủ tục mà có tính pháp lý rất là cao và nó phản ánh tương đối chính xác. Nhưng mà ngay cả chứng minh thư thì người ta cũng có thể làm giả. Bởi vậy cho nên là để xác thực một cái người nào đó là có đúng là như vậy không thì bên cạnh chứng minh thư, người ta còn có thể đòi hỏi chúng ta là phải có sổ hộ khẩu, rồi giấy khai sinh, vân vân. Thí dụ là như vậy. Với cái việc có thêm sổ hộ khẩu và chứng minh thư thì cái khả năng làm giả một cái loại giấy tờ là nó sẽ giảm xuống. Cái sự phản ánh đồng nhất của ba cái loại giấy tờ này thì nó làm cho cái sự phản ánh nó trở nên chính xác hơn. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì ạ? Là người ta tìm kiếm các cái phương án phản ánh mới để giúp cho cái sự phản ánh nó trở nên chính xác hơn. Thì theo hai phương án này thì cái phương án thứ nhất là cái phương án thông thường và nó gây ra nhiều rắc rối cho hệ thống. Còn cái phương án thứ hai là phương án ưu việt hơn. Bởi vì nó tìm kiếm cái thủ tục thay thế mà ở trong đó người ta có thể xác định cái tính chân thực của nó một cách nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn, và cơ bản nhất là nó xác thực hơn. Và điều này nó cũng giải thích cho chúng ta là tại sao các thủ tục hành chính lại có xu hướng
là nó phức tạp, lại có xu hướng là cần nhiều minh chứng. Tất cả là để giúp cho cái sự phản ánh trở nên chính xác. Bởi vì chúng ta làm việc trong hệ thống hành chính là làm việc một cách gián tiếp. Chúng ta chỉ căn cứ vào các cái minh chứng được tạo lập theo những cái quy trình đã được định sẵn mà thôi. Ví dụ như chúng ta thấy một người đi học có chứng minh thư là Nguyễn Văn An, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1974 chẳng hạn, quê quán ở Nghệ An chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhập hồ sơ vào đó. Nhưng cũng rất có thể là gì ạ? Là cái hồ sơ nhân thân đó là không chính xác. Bởi vì trong cái quá trình quản lý cũng như là trong cái quá trình thực tiễn thì có rất nhiều các cái yếu tố nó tác động, nó sẽ làm cho cái thông tin nó bị sai lệch. Vì vậy cho nên là nếu chỉ có một chứng minh thư thì có thể người ta chưa thống nhất ạ. Hay nói khác là người ta chấp nhận mà người ta sẽ đòi hỏi một vài cái loại giấy tờ khác để bổ sung vào, để giúp cho dễ, giúp cho xác định cái nhân thân của cái người đó một cách chính xác hơn. Nhưng rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là cái cách thức như vậy nó sẽ làm cho chúng ta rất là phiền hà. Hay là như chúng ta lại bắt người học sẽ phải nộp lại bản chính của bằng tốt nghiệp, rồi sau đó các cơ sở đào tạo lại làm cái công tác là gì, là xác minh cái bằng đó là bằng giả hay là bằng thật, thông qua cái việc là xem cái tem chống giả nó có đúng không, rồi các cái hình thức của nó có đúng không. Và phức tạp nhất là gì, là người ta sẽ gửi cái danh sách những sinh viên tốt nghiệp do các sở giáo dục hoặc các cái cơ sở cấp cái bằng đó để các cái cơ sở mà các bằng đó xác nhận là cái bằng đó có phải là do đơn vị đó cấp ra hay không, bằng cái việc là tra cứu lại cái hồ sơ của cái cơ quan cấp bằng. Cái việc làm này nó vô cùng phiền hà, vô cùng tốn kém và cũng có thể là phản ánh chưa chính xác, bởi vì hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái việc là những người làm trong hệ thống đó họ có liêm chính hay không. Ví dụ như là nếu giả sử như là họ không có tên nhưng mà cái đơn vị đó họ bảo là có tên thì có nghĩa là tính xác thực của cái bằng đó được chấp nhận, nhưng trên thực tế có thể là không. Bởi vậy cho nên là cái cách mà chúng ta đang làm như hiện nay về xác thực bằng cấp là một cách làm vô cùng lãng phí và cũng phản ánh không chính xác. Giống như hôm trước chúng ta nói là cái sự phản ánh về việc ai được cấp bằng nó vô cùng chính xác, vô cùng tiện lợi và vô cùng hợp lý nếu như chúng ta có một hệ thống cổng thông tin dữ liệu về bằng cấp quốc gia, trong đó tất cả bằng cấp chứng nhận của các cái cá nhân, các tổ chức khi nhận được thì sẽ được đẩy lên hệ thống, nhập dữ liệu vào trong hệ thống và chúng ta có thể tra cứu vào trong cái hệ thống đó. Cũng giống như kiểu là chúng ta tra cứu về bằng lái xe của cái hệ thống quản lý bằng cấp lái xe của Bộ Giao thông Vận tải hiện nay đang làm đấy. Có nghĩa là gì ạ? Là tất cả những người nào đã được cấp bằng lái xe từ bằng lái xe hai bánh cho đến bằng lái xe bốn bánh thì hiện nay đã được cập nhật vào trong hệ thống, và bất cứ một cái cổng thông tin nào đó của các sở giao thông vận tải thì người ta đều có quyền truy cập vào trong đó và biết được cái tình trạng là cái người đó là cấp bằng cấp ở đâu như thế nào. Điều này nó tạo ra một cái sự hiệu quả rất lớn trong việc quản lý bằng cấp về lái xe. Thí dụ như chúng ta là thi bằng lái xe ở Lâm Đồng nhưng sau đó chúng ta chuyển ra công tác ở Quảng Ninh và chúng ta cũng chưa rút hồ sơ bằng cấp mang đi, thì ra ngoài Quảng Ninh hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể cấp đổi được bằng lái xe nếu như hết thời hạn. Người ta chỉ đăng nhập vào trong hệ thống các cái thông tin của cá nhân đó và thấy rằng là cái cá nhân đó đã được cấp bằng ở Lâm Đồng cho Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cấp, thì ở Quảng Ninh người ta sẽ cấp lại cho chúng ta. Thì đó là một cái cách thức xác thực vô cùng tiện lợi và chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc quản lý hệ thống là nó ở trên mạng Internet.
Bây giờ thầy có việc một chút, chúng ta sẽ nghỉ giờ lao trong vòng 20 phút nha. Alo. Dạ thầy. Dạ thầy ơi. Vâng ạ. À.